Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên TV trong phần chơi Minecraft Sky Factory 3. Trong tập trước thì chúng ta đã hoàn thành tất cả những hạng mục của Botania và trong thời gian giữa hai tập, mình đã có một chương trình truyền hình trực tiếp để chúng ta làm thêm những cái Ascension Seed ở bên đó. Bên dưới này thì không có gì lạ, ta hãy bay lên từ từ nào. Ở đây thì chưa có tầng trên bởi vì chỗ này mình đã trồng thêm Ice Ascension Ice là nước đá, thì mình có nước đá ở đâu? Ta có nước đá bằng cách sử dụng Mana Infusion, bên dưới là cái anh Catalyst. Cái này bạn cần xem lại chương trình truyền hình trực tiếp, mình có làm. Chuyển cái cục tuyết này trở thành nước đá ở bên kia, khu vực Botania. Và cái cục nước đá đó sẽ cho cái Ice Essence từ đây chúng ta làm được tuyết nè, làm được nước đá thông thường và làm được pack ice hay mình còn gọi là đá khô á. Đá khô thì chỉ có công thức này mới làm được thôi, còn vanilla không có công thức nha. Đá khô không có công thức của vanilla. Lặp lại một lần nữa Bởi vì trong phần chơi vanilla thì nhiều bạn hỏi mình làm sao chế tạo được cái đó Thì cái đó bạn phải tìm một cái dùng Nó là Ice Spiky Biome Thì mới có Còn không chế tạo được Bên trên này không có gì lạ Và tầng này Chúng ta chỉ trồng mới có một cái pick action mà thôi. Mình sẽ thêm vào sau bởi vì mình đang chờ pick action có thêm. Bên đây là chicken action và sheep action. Còn chỗ này là cow action nhưng mà mình chưa có đủ, mình chưa có trồng xuống được. Lên trên này thì chúng ta có thêm con slam đúng không? Slam action. Những cái con quái hay là những con vật á mình bắt đầu cho vô luôn rồi. Lên trên này thì ta lại tiếp tục có được mystical flower. Đây là một cái cũng khá là thú vị Bởi vì cái Mystical Flower đó nó cho cái Essence Nhưng mà không có phải là chế tạo được những cái lá hay là những cái bông Mà nó sẽ kết hợp với lại một cái lá có sẵn để trở thành một cái bông Đây Ví dụ như chúng ta có được cái bông màu trắng khi kết hợp cái lá màu trắng với lại bốn cái Mystical Flower Essence Cái này nó cũng hơi hơi dở một chút Nếu mà mình nghĩ nó có được cái Essence này rồi thì cho thẳng luôn cái bông đi Lúc đó nó sẽ hay hơn và chúng ta có bên này là marble và đây là limestone green bersa thì chúng ta chưa có bởi vì bersa nó không hề thấy có mặt luôn á không hề thấy và không có cách nào để chuyển những cái bersa của environmental tech trở thành bersa của chisel cho nên chúng ta chắc là một để trống hai là chúng ta cần phải chỉnh công thức còn thứ ba là chúng ta sẽ phải lấy từ trong này ra thôi và cái cách nào thì mình chưa biết còn bây giờ chúng ta sẽ lên trên nữa ta lên từng tầng một xem sao. Ở đây không có gì lạ và chỗ này, đây rồi. Ở chỗ này thì nó đi chung với Silver và led thì bên đây là Guardian Action và còn bên đây là Rapid Action, vẫn chưa có nên chưa trồng. Trong người mình đang có hai cái survival của con bò và con thỏ thì mình sẽ sử dụng hai cái survival đó để triệu hồi hay là để spawn ra một đống luôn thì cách nào khi nào chúng ta làm thì sẽ biết. Và ta lên trên, lên trên Ở trên này là những cái loại khoáng sản thôi Bên đó là gas action Nó cho gas here Đây là Blaze action Play action thì không phải là hình con quái ha Mà là hình một cái cộng play rod Giờ ta hãy đi lên tiếp Trên này là cái gì đây Enderman action Có thể chúng ta sẽ làm thêm được nữa đó Và ngoài sao là nickel Không có gì lạ Càng lên cao thì khoáng sản càng tốt hơn Và tầng này có Energetic Alloy Diamond và Emerald Essence rồi đó Vậy là mình còn hai tầng để gắn được hết tất cả những cái hộp giống còn lại của cấp độ 5 Nhưng mà có hai thứ chúng ta không cần nhiều Đầu tiên là Menulin Sau đó là Terra Steel Hai thằng này chúng ta đâu có cần nhiều đâu Và cái quan trọng vẫn là Wither Skeleton Seed với lại Vibrant Alloy và Reconium Nghĩa là bốn cái 1 2 3 4. Bốn cái đó phải có nhiều Và mình chỉ có dư lại 2 thì có thể là mình sẽ ưu tiên đi. Vibrant alloy này cũng không cần nhiều nữa, chúng ta chỉ cần một cái ruộng đó trồng là được. Vậy tóm lại là chúng ta sẽ có 1, 2 và 3. Ba thằng đó sẽ có nhiều nhất. Nhưng mà ở bên dưới cũng có 3 thì ta sẽ cho cái gì nhiều hơn đây. Nhìn vào đây thì Vibrant alloy là thứ có thể ưu tiên nhiều nhất 1 2 3, ba thằng này và ba thằng này. Vậy vậy nó hơi khó Khi mà chúng ta đang có Đây là 8 đúng không 12 Nếu mà 12 Thì ta sẽ dễ chia hơn Thì cái cách chia như thế nào Từ từ chúng ta tính Nhưng mà bây giờ ta hãy qua đây Để kêu nó làm những cái không cần thiết trước Là cái uh, Vibrant Alloy Bấm vào Ta chỉ cần có 48 cái là xong Start Bắt đầu đếm Hãy coi thử nó cần bao nhiêu Inferium Action Và khoan đã Nó đang có sẵn 46 cái À không được, không được, không được Ta hãy lấy mấy cái Action ra bởi vì mình hồi nãy có đánh một vài con Wither để chuẩn bị cho công việc của ngày hôm nay Thì chúng ta đang có sẵn những cái Supremium Action rồi Vậy hãy coi lại Và bấm vào đây Và 50, 48 Rồi nó sẽ đòi hỏi mình phải có Nó đâu rồi Đây 114.624 Cái Inferium Essence Cấp độ 1 á Đây là cấp độ 2, cấp độ 3 nè Đó và Stack Mình sẽ chế tạo như vậy cho nó khỏe Chứ mình không sử dụng cái số lượng Supremium Essence của mình đang có ở đây Sau đó chúng ta sẽ kêu nó làm thêm Mandulin Và cũng là 48 trừ lại bớt stack và đủ không tất nhiên là đủ mình đang có khoảng ba trăm gửi chúng ta hãy coi này nha ba trăm bảy luôn rồi hồi nãy mình coi là ba trăm gửi giờ là ba trăm bảy và cái cuối cùng là Terror Steel. bốn mươi tám cái và stack rồi để nó tính toán một chút chúng ta sẽ cần nhiêu đó và bấm bắt đầu coi thử và tình trạng giật lắc đã bắt đầu xảy ra ha 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 Bây giờ chúng ta đi ngủ một cái thật nhanh nào Đó Như các bạn thấy khi chúng ta kêu cái máy này làm Lắc thú vị như vậy đó Tạm thời mình sẽ ngắt cái máy này đi Mở cái chest lên Cho tôi mở cái chest lên coi để lấy Reconium ọt. Ta đi ra bên ngoài Ra cái chỗ Void Ort Miner Cũng lấy Reconium ọt Nó đây mình đang có một đống luôn đã nha đó qua trang kế tiếp chúng ta có được bao nhiêu nữa khổ ghê vậy đó làm việc trong lúc này nó không có nhại tí nào ở trơn hết đó rồi inventory sọt lại giùm coi đó rồi nó sọt lại rồi kìa chúng ta hãy lấy lại cái mớ này và ta đang có chín là 18 cỡ 18 20 stack gì đó quá đã Bây giờ đi qua bên đây qua chỗ này mình sẽ mở cái này lên và ta bỏ cái Infirium đó đi chúng ta sẽ để cái Reconium Orc vào trọng. Nó sẽ tự động để lên. Và nó đập ra thành những cái conium Dust. Bỏ vô. Bỏ vô. Bỏ vô. Rồi. Và qua đây kiểm tra. Ồ. Oh, khi đặt xuống nó lại là cái... À không. Mình đang có dư một cục Reconium ở trong End Stone. Rồi. Còn bây giờ nó sẽ tự xử cái phần này. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu đứng chờ để chúng ta có được hết những cái hộp giống này trước đã. Ba loại hộp giống đã được chế tạo xong, ta hãy kiểm tra nào. Đầu tiên là Vibrant Alloy, Terra Steel và Mendulin. Bây giờ còn được bao nhiêu cái Inferium 79.400, rất là ít, không đủ để làm 48 cái nữa vì vậy chắc là chúng ta sẽ phải chờ để chúng ta gắn thêm những cái hộp giống này xuống trồng rồi sau đó tích lũy thêm những cái inferior essence thì chúng ta mới chế tạo tiếp những cấp độ năm được và cái việc mà chúng ta gắn những cái hộp giống lên trển đó, thì trong thời gian giữa hai tập mình sẽ làm còn ngày hôm nay mục tiêu chính của mình là bắt đầu vào bản mod draconic evolution để bắt đầu thì chúng ta sẽ cần có một cái này đây là basic fusion crafting injector Vậy ta gọi cái chữ Reconic Evolution vào đi Đây là tất cả những công thức mà có thể chế tạo được từ Refine Storage Mình sẽ cần chính cái này và Stack Nó cần có cái gì? Đây là tất cả những thứ nó cần và bấm Nó sẽ tự chế tạo rất là nhanh Rồi sau đó chúng ta cần có một cái Fusion Crafting Core Stack Nó đây và sau khi đập hết tất cả những cái cục rhenium ọt ra ta đang có 9.782 cái rhenium dust mình cũng đã cho công thức để cho nó tự chuyển thành những cái ingot luôn nếu cần bây giờ ta hãy đi qua bên này cái kho này sẽ đặt ở giữa vậy là chúng ta sẽ phải gắn những em này xuống trước và trước khi gắn thì mình nghĩ là ta sẽ cần phải có một cái bộ item con đuôi bởi vì mình muốn làm đồ luôn sau một hồi cân nhắc thì mình nghĩ rằng ta sẽ gắn thẳng những cái flux point lên luôn lúc ban đầu thì dự định xài mấy cái ender con đuôi á là để chuyển điện cho nó nhanh nhưng mà có vẻ như nó sẽ không tốt bằng sợi dây này nên quất cái này luôn và nó sẽ có chín cái basic infusion crafter từ từ chúng ta nâng cấp lên thôi mỗi công thức của nó thường thì không xài hết chín cái mà tối đa là 9 cái á, cho nên bạn chuẩn bị 9 cái luôn cho nó khỏe. Manpower power out true. Ta không cần phải quan tâm đến cái giới hạn năng lượng ta chuyển ra. Có bao nhiêu chuyển hết cho nó nhanh. Rồi đây. Giờ cái này chỉnh thì hơi phê một chút, nhưng mà chỉnh xong rồi thì khỏe. Và nó nữa. Bấm bấm và bấm. Ta sẽ bắt đầu từ hàng dưới cùng đi. Rồi, hàng dưới cùng, hàng dưới cùng hàng ở giữa và bay lên trên một chút ngoài trời đang chuyển mưa hay sao mà gầm rú ghê gớm vậy bên trong này là chắc chắn có điện khi mình cầm một món đồ mình bỏ vô chõng, ủa cái này xoay được hả chết rồi ta nên sử dụng một món khác xài cái này nó xoay cái lên ví dụ như mình bỏ cục kim cương vô chẳng hạn đó nó sẽ xoay như vậy ở chõng và ta sẽ gắn cục kim cương ở chỗ này đi và gắn một em Fusion Crafting Core lên. Món đầu tiên chúng ta cần phải chế tạo hay là cần nâng cấp đó chính là nâng cấp cái bộ này lên luôn. Bởi vì chúng ta sẽ nâng cấp lên trước thì chúng ta sẽ dễ dàng chế tạo những cái món đồ khác hơn. Bây giờ ta coi trong này có cái gì? Nó có The Center dễ chế tạo nè. Và mục tiêu của mình là chế tạo một cái mob Crider và Generator này công thức không khó. Vậy là ta sẽ cần phải có Weaver Core và Awaken Reconium Ingot là đi từ công thức của Awaken Reconium Block và công thức nó đây nó sẽ cần phải có cái cấp độ là Weaver. là lên tới màu tím này nè và năm sáu cái Core. sáu cái Reconit Core với lại một Dragon Head và bốn cái Reconium Block được bốn cái này sử dụng 350 triệu RF mình có đủ không sao cả bây giờ ta sẽ tiến hành nâng cấp những cái injection trước và cái này là 9 cái đúng không? Mình sẽ cần 9 cái. Công thức này cần 7 cái à. Nhưng mà mình sẽ up 9 cái lên luôn. Nghĩa là chúng ta sẽ có 9, 3, 6 nè. Rồi, giờ để kêu cái máy nó làm. Kim cương thì lấy 64 cục. Rồi, conium block thì cần phải có thêm. Nó sẽ có giảm lại 8 cái. Rồi, cái máy nó sẽ bắt đầu chế tạo. Còn mấy cái core thì chúng ta sẽ có... À, mình có sẵn một cái vậy là chúng ta làm thêm bảy cái nữa tám cái nữa chứ và stack nó sử dụng nether star rất là căng bây giờ nó đang chế tạo cái gì rồi ta kiểm tra coi thử raconium block và qua bên kia thì nó đang nấu những cái raconium dust trở thành raconium block ta hãy ngủ một phát rồi từ đây chúng ta sẽ đứng đây và bắt đầu chờ cho nó xử lý những cái món mà mình cần tất cả những thứ mình cần để nâng cấp cái injector này lên đã có đây và chúng ta sẽ đập cái cục này ra trước rồi sau đó mình bỏ nó vào trong này nó có cái phần recipe nè nếu bạn nào muốn coi sáu bảy cái tất cả những thứ bạn cần biết ở trong này hết rồi sau đó mình sẽ bỏ từng cái vào trong thì ta cần một cục này và ta sẽ có cái này là hai và cái này là một Giờ để về trước đi để ở phía trên mỗi ô một cái và tới bốn cục kim cương đây 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 và đây mở chỗ này lên thì nó hiện ra chữ stack là bắt đầu được còn nếu chúng ta lấy một cục ra nó không có hiện ra chữ stack nghĩa là bạn thiếu cái gì đó mà nhớ là phải có năng lượng nha không có năng lượng là không chạy đâu đó stack một cái đó nó bắn tia lửa điện rồi kìa bắn bắn chiu 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 đó và bây giờ sử dụng cây này thử coi được không không phần trăm chạc dinh thử ơi mình vẫn đang bị hút mất cái cây kinh nghiệm nhưng mà có vẻ nó không có cái gì hết trơn vậy vậy là cái cây này không có tác dụng với lại cái món này à chúng ta có điện đầy đủ không thiếu cái gì mà chạc sinh nó lại không phần trăm là sao nhìn lại thì tất cả mọi thứ đều đã đủ rồi điện đằng sau có đầy đủ Nguyên nhân có lẽ đã được tìm ra Những cái flux point nó kết nối vào đây nhưng nó không chuyển điện Khó hiểu, khó hiểu Một điều vô cùng khó hiểu Thiệt luôn á Nó kết nối vào nhưng mà nó không chuyển điện Bây giờ mình sẽ đập hết những cái flux point ra Sao kỳ vậy ta Nó không chuyển điện Như vậy chúng ta sẽ phải gắn ở đằng sau à Rồi đó bắt đầu lên những cái cục này là được và chạc sinh nè à. đó lý do tại sao nó không chạy chỉ vì cái cục flood point nó không phù hợp chỉ đơn giản là như vậy mà thôi rồi giờ những cái cục nó sẽ bay qua đây chúng ta hãy coi bay lên coi chỗ đẹp đó đẹp chưa xoay vòng vòng luôn và nghe tiếng kìa có cái tiếng những cái tiếng quả cầu nó bay á và nó sẽ tụ lại nó chuyển hết những cái tinh túy vào trọng rồi đùng nổ căn cứ <laughs> đây là Weaver Fusion Crafting Injector như vậy mình đã có được một cục mình sẽ làm thêm để nâng cấp lên thêm ta có chín cục tất cả đó để mình nâng cấp trước đã mình đã nâng cấp những cái injector xong đây là Weaver Fusion Crafting Injector Cái cục này thì không đổi Chỉ có những cái injector là thay đổi mà thôi Nó còn hai cấp nữa Là Reconic và Chaotic Cái này là cấp cao hơn nữa Và đáng giá hơn nữa Mắc mỏ mà Sử dụng 48 triệu RF Kinh khủng chưa Bây giờ chúng ta sẽ cần một cái block này Thì công thức của nó sẽ có gì bốn cái Reconium block một trái tim rồng và sáu cái core Thì chúng ta hãy gọi luôn nào cái kho thì mình đang có một cái ta sẽ kêu làm 6 cái làm 5 cái cũng được làm 5 cái start quá nhanh bởi vì mình đang chuẩn bị sẵn những cái uh, Reconium ingot á và block Reconium gì vậy gì vậy và Reconium block 1 2 3 4 start start nó đây bây giờ là thứ quan trọng nhất Reagan hết có đúng một cái để chơi tim rồng ở giữa bốn cục này ở âu lấy ra phải chia đều ra nếu không là nó đặt một phát vô hết bốn cục một ô á để bốn cục này ở bốn góc chơi cho vui thôi sau đó chúng ta sẽ có sáu cái kho hả ấy lộn tôi đang làm gì thế này tôi cũng rảnh thiệt từ từ để mình bình tĩnh lại bốn cục này chúng ta gom lại bỏ vào trong này mới đúng sau đó chúng ta có sáu cái kho thì mình sẽ chia đều nó ra Đó và sáu ô sáu ô để như vậy đi chó đẹp xếp chó đẹp thôi đó đó và đó mở lên đây start một cái chạc tốc độ khá chậm kiểm tra thử coi có tăng tốc độ sạc lên không không phần trăm là sao? Thằng này là cấp độ Weaver à, Mình là Weaver rồi bốn cái được 4 350 triệu RF Chúng ta đang có khoảng 1 tỷ rưỡi RF Làm sao mà thiếu được Chạc sinh rất chậm Chà như vậy là ta sẽ phải ngồi chờ Cũng khá khá lâu đây Thử coi Nếu thêm vào những cái sợi dây này tốc độ nó có cao hơn hay không không, tốc độ nó cũng vẫn vậy Và mình sẽ phải ngồi chờ nó sạc trước 350 triệu RF nữa rồi đây Mình ngồi chờ mòn mỏi luôn Mà nó mới 98% và 99 này kìa Chăm chăm chuyển sang crafting coi Trăm phần trăm mà nó cũng lâu nữa thấy chưa Rồi, crafting rồi đó Chúng ta tăng tốc được rồi Đây, mừng quá nọ đây, lấy ra được 4 cục luôn đó nha và cái tốc độ mà sạc điện á thì nó phụ thuộc vào cái phần dây ở phía sau. Thằng này nó chuyển được có 20.000 RF cho một đầu thôi à. Ví dụ vô đây 20.000, 20.000 thì chín cái chúng ta nhân lên là biết được. Nó rất là chậm. Vì thế mình đang cho làm thêm những cái capacitor khác. Đây, Vibrant capacitor thì chúng ta sẽ gắn ở đằng sau luôn, nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Còn bây giờ ta hãy chuyển hết những em này trở thành in god. Rồi sau đó mình sẽ mở lên phần Rayconic Evolution. Bấm vào đây coi công thức nó sẽ cần những thứ này đúng không và coi thử có cái rider đặt công thức chưa chưa có đặt công thức rider thì đặt vào chồng stack và công thức của generator nữa Rồi. như vậy chúng ta sẽ có thể tự động hóa nó luôn và kiểm tra thử coi generator không có và ta hãy làm một cái rider nào xem thử máy báo thiếu cái gì stack và đầy đủ bấm xuống đây kiểm tra đang chế tạo Vibrant Capacitor Ủa, rồi nó đâu? Ủa là sao? Crider uh, của tôi đâu? Ờ xong rồi, nhanh quá Không thấy, tưởng chưa xong, tới ra xong rồi Đặt nó xuống Thì đây là mặt sau, còn đây là mặt trước Mặt tiền nè, giờ nó chỉ cần có điện thôi Thì chúng ta nên để lên bên trên này luôn Ồ Đẹp chưa? Và mở lên coi thì Mob Rider Buffer 500.000 RF Người chơi đứng thì không sao nhưng mà quái đứng là chết liền Bây giờ mình sẽ đập nó đi Vậy là ta đã có được cái Mob Rider của reconic Evolution Trong tập kế tiếp chúng ta sẽ sử dụng nó Còn bây giờ mình sẽ làm một bộ Weaver chơi Đầu tiên là cái nón stack Rồi coi thử Đầy đủ Tới cái áo Này là cái quần đùi stack cái áo stack và cái chân Đó Đã 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 Và làm được một cái flux capacitor luôn Làm Mà khoan coi thử cái flux capacitor cao cấp hơn Đây là Greconic flux capacitor Thì nó sẽ cần có công thức này à, Công thức này có thể làm được Kiểm tra flux capacitor thử xem Nó còn thiếu cái gì Thiếu một cái awaken core À còn thiếu nhiều quá Thôi Vậy làm trước cái này đi Một cái lấy ra luôn Lấy bộ Weaver trước đi Nó đây Nó đây Và Còn thiếu cái chân Lấy cái chân ra Đây là bộ Dark Steel Armor Chúng ta bận cũng khá lâu rồi Giờ mình sẽ tháo bộ Dark Steel ra Bỏ bộ đồ này vô Còn một cái chân nữa Nó đây Nhìn từ đằng sau Wow, giống con rồng rồi đó nha Nhìn từ đằng trước Và tháo cái angel ring ra luôn Không cần thiết phải để angel ring làm gì đâu Giờ tạm thời bỏ angel ring vô đây Ta bay được không Khoan, nó chưa có điện Xác Quá tốc độ luôn Bay được chưa Không bay được Rồi, bộ đồ này không bay được Sau khi đã có bỏ áo giáp rồi Thì ta hãy làm luôn mấy món vũ khí Đi từ cái axe đi ha và kiểm tra thử coi mấy món vũ khí mình cũng đã có để công thức hết trơn luôn và chỉ việc bấm thôi stack 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 và Start nether Star thì trước khi thực hiện chương trình ngày hôm nay mình đã hạ gục một mớ quy rồi và kiểm tra thử coi nó đang xử lý cái phần Weaver core vậy là nó đang nấu lên hả trong lúc hệ thống nó đang chế tạo cho mình những món vũ khí thì chúng ta sẽ nói một chút về cái chữ wyvern với lại dragon. Thì wyvern là gì? Thì dịch ra tiếng Việt cũng là con rồng thôi. Và dragon là rồng rồi chúng ta hiểu được rồi ha. Đây, dragon, and the dragon. Đây là con rồng. Và nói về con rồng châu Âu thôi nha. Con rồng châu Á thì nó dài lằng ngoằng rồi tay chân nó cũng ngắn nữa, chủ yếu là cái thân mình nó dài. Và con rồng châu Âu á thì nó giống như con Ender Dragon vậy đó. Còn con wyvern nó khác cái gì? Weaver á, thì theo mình thấy người ta tạo hình con Wyvern là một cái con rồng cái cánh của nó dính liền với lại cái chân trước hai chân trước của nó không có giống như con này đây là hai chân trước rồi cánh riêng nè thì con Wyvern hai cái cánh của nó dính liền nhau chồng nó giống như cái cánh của con chim vậy đó thì con chim nó có hai cánh dính liền rồi có hai chân sau thì con rồng đó nó cũng như vậy mà nó không có lông vũ thôi rồi đó là cách mà chúng ta phân biệt giữa cái Wyvern với lại cái conic đây là bộ Reconic đồ cao cấp hơn. Từ từ mình mới nâng cấp được bởi vì mình sẽ cần phải làm thêm những cái awaken the block. Cái này không khó nhưng mà nó mất thời gian hạ thêm một vài con rồng kiếm dragon hết. Và nói tóm lại là bộ đồ này là hàng cơ bản thôi, từ từ mới lên hàng cao cấp hơn. Chúng ta hãy lấy những cây vũ khí những cái gì khác của nó ra nào và bỏ vào trong này sạc điện hết. Sao cây này không lên hết? Rồi lên hết rồi đó. Hình như còn thiếu một cây axe thì phải. À nó đây. Còn một cây axe nữa. Chúng ta hãy đi ra bên ngoài thử. Giờ uh, qua bên kia đi. Qua đây thì nó hơi tối một chút nên chịu khó. Rồi. Và mình vẫn có thể nhìn thấy được ở chỗ này nhưng mà có thể các bạn sẽ không thấy cho nên chúng ta cần một cây mắt torch. Rồi, bị mù Có cái con crew á Nó làm cho mình bị mù Giờ chờ, chờ xíu cho hết mù Chúng ta hãy đập thử coi nào Tốc độ cũng khá nhanh Đó, này là đầu cơ bản thôi nha Nó sử dụng cái năng lượng ở bên trong Cái này có độ bền không? Không thấy có độ bền Nghĩa là nó sử dụng năng lượng Còn nếu nó đập khoáng sản thì sao? Đào được tuốt Đào nhanh luôn á Độ này là tốc độ đào là bao nhiêu có thấy không Không thấy Bên đây là tốc độ Attack à, speed Là 1.32 Tinh cơ 1.10 thì hình như không để Cái tốc độ mà có thể đào được Vậy là chúng ta đào cũng khá nhanh Còn cây cung này thì sao Không bắn được Bởi vì mình không có đem cung theo Nó sử dụng cung của cái thằng tinh cơ được không Kiểm tra Không được Vậy là ta đi tìm một vài con skeleton coi Cái kiếm này là 15.65 Cái kiếm này nó một phát đã được tới 15 rồi Mà tốc độ đánh là 1.8 luôn Ghê thiệt Xuống kiếm con skeleton nào Ta không có đem cây đuốc nào theo hết trơn hả Chỉ có đem mắt nâm thót thôi mới ghê Đó Giờ mình đi vào chổng thì các bạn có thể sẽ không thấy Cho nên chúng ta sẽ đổi cái nón này lên Mở Night Vision cho mọi người cùng thấy xuống dưới chặt chặt lại là con ru nó làm cho mình bị mù nữa rồi chúng ta hãy chờ chút xíu chúng ta đang đi thử nghiệm đồ mới rồi cứ vậy không à cái con ru này đó còn skeleton và các bạn nghe tiếng bình 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 đó 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 thấy không thấy mũi tên nó dọi ngược lại không là ta đang có một cái lớp bảo vệ nè đó oh, đây là dòng bảo vệ khi mà những cái con quái nó gây sát thương vô nó sẽ trừ ở trên cái dòng bảo vệ đó trước có 217 điểm ta có thể nâng cấp lên thêm nữa và khi nó đạt có nó có ba ống nha nhìn cho kỹ bởi vì cái ống bự nhất là 27 27 và có một cái ống nó đang giảm kìa đó 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 chúng ta hãy coi cái đó khi mà nó giảm xuống hết rồi thì mình có bị mất máu hay không skeleton bắn ghê thiệt bắn tiếp đi mấy đứa quá chừng tên luôn chắc là nó xài cung infinity quá à. còn không là nó rút xương nó nó bắn á chúng ta coi này nha sắp hết rồi kìa nó có cái ống màu đỏ đang tăng lên á cái ống thứ hai á rồi tăng lên chạm ngưỡng thì cái con số nó sẽ giảm và mình sẽ tránh xa tụi nó ra không nhận sát thương nữa trong một thời gian thì cái ống màu đỏ nó sẽ giảm xuống và cái số 27 quay trở về và cái ống thứ ba nó cũng giảm một chút xíu nếu bạn nào có để ý nghĩa là cái ống thứ ba là cái ống hồi phục lại cái lượng giáp đó à, bỏ giáp này quá là OP nói chung là như vậy bạn có thể sống sót không lo sợ gì hết luôn á và ta có thấy kim cương nhưng mà có thấy rất là nhiều quái không sợ những vụ nổ ghê chưa con kìa mình đứng gần con crew cái, cái nó hút gần hết luôn Kinh khủng <laughs> Blindness Bị mù nữa chứ Con crew này ghê thiệt Rồi giờ mình sẽ đổi lên bộ áo giáp này lại Tại vì bộ áo giáp này nó có bảo vệ nhiều hơn Ở đây chúng ta có thể nâng cấp lên được Nhưng mà mình nghĩ chờ tới khi nào ta đẩy lên cái Reconyx đi Rồi chúng ta sẽ nâng cấp một lần luôn cho nó thoải mái Nói tóm lại Là chúng ta đã bắt đầu được bản mod Reconyx Evolution trong ngày hôm nay và trước khi kết thúc thì mình muốn làm Wither Skeleton Seed. Đây là 50 cái trừ lại còn 48 và Stacked. Ta hãy coi đầy đủ và bấm. Như vậy là mình sẽ bắt đầu trồng để kiếm được Wither Skeleton Action. Còn bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Và hẹn gặp lại các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye.